Chà, cái gì này? Sinh nhật thôi mà cứ làm như kiểu cầu hôn đi. Tặng mày một bất ngờ nho nhỏ để mày chuẩn bị đón những bất ngờ to to tiếp theo. To với chả nhỏ, ve chuyện. Lô, nghe đây. Mày về rồi à? Thấy quà của tao chưa? Thấy rồi. Gớm. Mà chơi với mày bao nhiêu năm ấy, lần đầu tiên thấy mày quan tâm người khác đấy. Mày chỉ cần biết tao luôn nghĩ đến bạn bè là được. Sau này nếu mà có chuyện gì ấy, đừng có quá trách tao. Lỗi không phải tại tao đâu, lỗi tại định mệnh thôi. Này Thành ơi. Ê, ô, thầy lạ nhỉ, đang nói cái gì tự nhiên cúp máy này. Thằng Tuấn đâu rồi? Mày có phải thằng Tuấn không nhỉ? Dạ đúng ạ. Có chuyện gì đấy ạ? Này, tao nhìn thằng này trên mạng nó đẹp trai sáng sủa lắm cơ mà, sao ngoài trông bẩn thế? Đúng người không đấy? Hình ảnh trên mạng ấy với hình ảnh ngoài đời lúc nào nó chẳng khác nhau. Bây giờ miễn sao nó nhận là nó thì được rồi. Cũng đúng nhỉ. Anh tìm em có việc gì đấy ạ? Cũng không có gì quan trọng cả. Chẳng qua là cậu Thành, bạn của cậu đấy, có nhờ bọn tôi là chuyển cho cậu một món quà. Ui rồi, thế hai anh là shipper ấy gì? Cái gì cứ làm em sợ chết khiếp này, này. Quà đâu? Xem quà nào. Quà to đúng không? Đọc đi. Đại ca. Cái gì? Hay là đại ca đọc bịa? Thế tao là đại ca mày hay mày là đại ca tao hả? Dĩ nhiên anh là đại ca của em rồi, nhưng mà chữ của đại ca đẹp quá, em đọc không ra. Cái thật vô dụng, mấy cái chữ đọc không xong. Không cần phải đọc cũng được, quan trọng là cái nội dung tao vẫn nhớ, được chưa? Nghe rõ này. Thằng bạn của mày ấy, thằng Thành, vay bọn tao 20 triệu. Bây giờ nó không còn đủ khả năng để mà trả nợ nữa, nên nó gán nợ sang cho mày, được chưa? Vô lý, làm sao có chuyện đó được? Thưa chủ tịch, xe đã chuẩn bị xong ạ. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Dạ, vâng ạ. Không tin à? Không tin thì chính mày xem đi, giấy nhận nợ đấy. Ai vẽ bùa này? Mày ngu vừa thôi chứ. Mày không nhìn ra chữ của tao cũng được, mày cũng phải nhìn ra cái chữ của thằng bạn mày, mày giấu vân tay của nó chứ hả? Nhưng mà em làm gì có tiền. Không có tiền à? Nó bảo không có tiền đấy. Vào nhà nó, xiết đồ cho tao, xem tất cả đồ gì có giá trị, gom hết. Này, ngoan, vẫn hợp tác một tí đi. Bọn tao lấy đồ xong, bọn tao sẽ đi thôi. Như mày mà không biết điều ấy thì bọn tao xin mày một chút tiết canh để về nhắm rượu đấy. Đại ca, em xiết đồ xong rồi ạ. Tốt. Ui giời, thằng ngu này, tao bảo mày xiết đồ có giá trị cơ mà, mày ôm chăn màn của nó đi làm gì? Nhưng mà cả cái phòng trọ của nó có mỗi cái này giá trị thôi đại ca. Sao mày nghèo đến cái mức xúc phạm người nhìn vậy hả? Thanh niên mà mày không có ý chí vươn lên làm giàu, mày có thấy có lỗi với tổ quốc, với đồng bào, với tổ tiên, với kiểu huyền tổ tiên nhà mày, với cha mẹ mày không hả? Em xin lỗi ạ. Biết lỗi là tốt, Thế còn chuyện nợ thì sao? Chuyện nợ, oan có đầu nợ có chủ. Ai nợ anh đòi người đấy chứ ạ. Nó không trả. Đại ca cứ để em. Đây, anh định làm gì đấy? Thế mày không xem phim à? Hả? Trong phim ấy, nếu như mày không có tiền mày trả nợ ấy, bọn ta buộc phải xin mày vài ngón tay để về ngâm rượu. Cái ngâm rượu ấy ạ? Đúng rồi đấy. Bàn tay có 5 ngón, bây giờ ta sẽ chặt của mày 4 ngón. Ta là giang hồ hành hiệp nghĩa khí mà. Bây giờ mày chọn một ngón còn lại đấy. Hay là ta cho mày một ngón áp út đi, để sau này mày cưới vợ mày đeo nhẫn cưới nhé. Đại ca, hay là mình để cho nó ngón cái đi. Bây giờ ai cũng dùng điện thoại thông minh rồi. Để ngón cái để còn mở vân tay điện thoại chứ. Không để lại ngón cái thì nó dùng được gì ạ? Ngu thế hả? Tay làm gì còn ngón đâu mà dùng điện thoại. Thằng kia, đừng lại, ai cho mày chạy? Mày mà chạy ấy, thì một ngón con tao cũng không để lại cho bọn mày đâu. Đuổi ra. Đừng lại. May quá, thoát rồi. Nhưng mà bây giờ tiền thì chẳng có, nhà trọ cũng không dám về. Phen này thằng Thành nó hại chết mình rồi. Làm sao bây giờ nhỉ? Thế là nghĩ ra cách kiếm tiền rồi. Phải kiếm tiền ở trọ tối nay đã. Ui, ế thế chứ. Mãi chẳng có ai mở hàng. Anh nào không nhỉ? Đi không em? Đi chứ. Ôi, đi à? Đi, lên xe đi luôn. Nhưng mà anh định đi bao nhiêu? Ôi, nói thật với em ấy, thì đây là lần đầu anh đi, cũng không dành cho cái giá lắm. Em cứ lổ cái giá đi là anh đi luôn. Ui. Thế thì 500 nhá. Em thấy anh đẹp trai, sạch sẽ, lại còn sáng sủa. Em mới chịu giá đấy đấy. 500, thật á? Thế nhưng mà đi đâu? Thì anh đèo em ra ngay cái nhà nghỉ gần đây thôi nhá, không xa đâu. Được không? Đẹp trai đúng là có lợi thật. Chạy cô xe ôm mà được tận 500.000. Được, gì đấy thế. Này đúng không nhỉ? Đúng rồi. Em vào nhận phòng trước, anh vào sau nhá. Đây, này. Cái gì? Tiền. Tiền gì đấy? Cô bảo tôi là chở cô đến đây thì cô trả tôi 500.000 cơ mà. Cái gì cơ? Hả? Hôm nay cô vừa ở ngoài kia cô bảo tôi là đẹp trai cao to rồi cô trả tôi 500.000 để chở cô đến đây còn gì nữa. Tôi trả anh tiền á? Đúng rồi. Ôi trời. Thằng kia, ôi sao? Chúng mày không hả? Khốn nạn. Mới sáng ấy ra là ám quẻ tao à? Mọi người chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Tôi đang trên đường đến đó đây. Ngày hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng. Chính vì thế không được để xảy ra bất kỳ sơ sót nào hết. Được rồi. Có chuyện gì vậy? Dạ, thưa chủ tịch, xe bị hỏng lốp rồi ạ. Cậu thay tạm cái lốp khác đi. Dạ. Hôm trước em đi rửa xe, nên không may để bọn đạo trích nó xỉa mất cái lốp sơ cua rồi ạ. Cái gì? Dạ, em hứa là tháng này em sẽ trừ lương để mua lại cái lốp mới ạ. Vấn đề ở đây không phải là vấn đề đèn lốp, mà là bây giờ tôi sắp đến giờ họp rồi. Dạ thế thế để em book Grab cho chủ tịch nhá. Thôi khỏi, đợi cậu book Grab ý, thì thà tôi xuống đường tôi bắt taxi còn hơn. Cậu ấy, chuẩn bị về viết bản kiểm điểm đi. Dạ vâng ạ. Anh ơi, anh có thể chạy nhanh giúp tôi một chút được không ạ? Nhanh một phút đấy, chậm cả đời đấy. an toàn là bạn tai nạn là thù. Cô chưa nghe à? Đừng có mà vì một vài phút nông nổi nhá mà đánh mất cái sự an toàn của mình. Lúc đấy hối hận không kịp đâu. Tôi bảo này, cứ ngồi yên trên xe tôi sẽ đưa cô đến tận nơi, không mất một cọng lông nào. Dạ vâng, thì tôi biết điều đó. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ cần anh là chạy nhanh giúp tôi một chút thôi ạ. Bây giờ anh chạy nhanh ý, tôi sẽ trả anh thêm tiền. Tiền ấy, nó có thể mua được nhiều thứ, chứ không phải là tất cả nhá. Cô đừng có đánh mất cái sự an toàn của mình để mà tiết kiệm vài cái giây phút đi đường. Ôi giời ơi, trời đất kỳ thần ơi, anh nhìn cái kìa. Anh còn đi chậm hơn cả xe đạp ấy. Trời ơi, tôi chưa thấy ai đi xe ôm mà đi 20 km/h nhanh đâu. Thật ra làm sao? Xe tôi hết xăng. Cái gì? Nhưng mà cô yên tâm, riêng về cái khoản này ấy, tôi cực kỳ kinh nghiệm. Nếu mà tôi cứ đi tốc độ này nhá, đảm bảo với cô là đến nơi rất an toàn. Tôi chính xác, tính lại chính xác đấy. Tôi chết rồi. Thôi rồi, dù sao thì xe của anh cũng hỏng. Để tôi bắt xe khác đi tạm vậy. Này. Khoan đã. Giải quyết tất cả mọi chuyện cho hãng đi chứ. Đi vội vàng thế. Này, các người là ai đấy? Tôi không quen hai người nhá. Không quen bọn tao ấy, nhưng mà quen thằng Tuấn là được. Tôi với cô ấy không liên quan đến nhau. Để cô ấy đi. Không liên quan tới nhau á? Mày tưởng bọn tao dễ bị lừa như vậy à? Bọn tao là có con mắt nhìn người hơi bị tinh tường ấy. Nhìn cái thôi là biết hai chúng mày là người yêu của nhau rồi nhá. Này, tóm lại tôi không biết chuyện gì xảy ra ở đây nhá. Chuyện của các người ấy, tự đi mà giải quyết với nhau đi. Nào, đã bảo bình tĩnh nghe nói chuyện xong cái này. Hôm nay cái chuyện nợ đần này mà không giải quyết xong nhá thì bất kỳ ai cũng đừng hỏng đi khỏi đây, biết chưa? Nợ nần á? Chuyện đấy là chuyện của tôi. Tôi đã bảo rồi, cô ấy với tôi không có liên quan gì đến nhau cả. Các người để cô ấy đi. Bình nhau chằn chọc như thế mà bảo là không quen biết. Con bạn gái của mày xinh đấy. Đây, nếu bây giờ không đủ tiền trả nợ ấy thì bọn tao bắt con bạn gái mày gán nợ. Sao? Không được. Làm như thế là vi phạm pháp luật đấy. Đồ ngu. Bọn tao cho vay nặng lãi, trộm cắp này, xiết nợ này. Có việc nào trong đấy là không vi phạm pháp luật? Mà mày dọa? Mày ngoan thì mày báo thì bọn tao sợ nhá. Mày ngu đấy. Ai mà mày phải khai ra hả? Ai đánh mày? Không nói nhiều nữa. Bây giờ thế này nhá, tao sẽ bắt con bạn gái mày. Mày khôn hồn ý thì mau đem tiền đến chuộc về. Nếu không thì đừng có track nhá. Không. Nếu mà không được thì tôi sẽ gán chiếc xe này cho hai người. Ôi trời ơi. Cái xe của mày đáng tiền quá đấy à hả? Cái xe này của mày nhá, tao cho không tao còn không thèm cơ. Nhìn đi nhìn lại ý, con người yêu của mày này vẫn là có giá hơn. Này, hai người tự biên tự diễn cái gì đấy? Tôi đồng ý cho hai người đâu. Ai cần hỏi ý kiến cô hả? Hôm nay mà không trả nợ cho xong nhá, đừng hòng bọn này cho qua. Thì tóm lại, anh nợ hai người họ bao tiền? 20 triệu. Được rồi, trong này có 23 triệu. Giờ tôi đi được chưa? Tiền thật rồi Cao. Cô đứng lại, giữ lại, không cho đi. Nhưng mà nó trả nợ xong rồi mà đại ca. Đúng rồi, trả hết nợ rồi còn gì. Thế chúng mày quên là tao làm nghề gì rồi à? Hả? Làm giang hồ ạ? Làm cho vay lặng lãi, mày hiểu chưa? Con lạy bố. Bây giờ nó vay mình 20 triệu thì cả lãi vào nó phải 200 triệu thì mới gọi là vay cắt cổ chứ. Đúng rồi đấy. 20 triệu bây giờ cả lãi là 200 triệu. Trả vậy à? Mày có trả không? Này, các người đừng có mà vô lý như vậy nhá. Có tin tôi báo công an không? Hả? Trời ơi. Này, đợi cô báo công an xong thì bọn tôi chạy mất dạng rồi nhá. Ở đấy mà báo à? Thế tóm lại bây giờ có đồn 200 triệu hay không? Hai người đúng là quá quát đấy. Bọn tao thích quá quát đấy. Bọn tao quá quát thì mày ăn thịt, ăn cá gì để bọn tao. Hai người. Không nói nhiều nữa nhá. Tao cho mày đúng 3 ngày. Mày gom đủ 200 triệu đến tìm tao để chuộc con này về, mày nhớ chưa? Không thì đừng có trách. xử lý. Này, ông người ạ, trông người quên ra. Buông tôi ra. Ơi, bỏ quên ra. Bọn mình đúng là thông minh thật đấy. Những lần trước đi xét nợ cả mấy ngày trời mà chẳng được đồng quái nào. Lần này thì... lần này ấy, tuy cũng không cướp được gì nhưng mà chỉ mất có nửa ngày. Đúng là bước tiến bộ lớn đấy đại ca nhỉ. Cái thằng ngu này. À mày là không được gì. Con bé đấy vừa nãy vừa quăng về mặt tao một đống tiền mày không biết à? Ừ, đại ca nhắc em nhớ. Cái đống tiền lúc nãy nó quăng vào mình dễ phải hơn chục củ ấy nhỉ. Bỏ ra mà đếm việc gì phải đoán. Cái gì đấy? Đại ca đưa tiền nên em đếm cho. Tiền nào? Tiền lúc nãy nó quăng vào mặt mình ấy. Ừ. Mày ngu à hả? Nó ném vào mặt tao như thế, chẳng lẽ tao bỏ hết liêm sỉ đi để tao nhặt đống tiền đấy lên à? Sao mày không nhặt đi? Cái tiền nó có quăng vào mặt em đâu mà em bỏ liêm sỉ ra để nhặt. Ôi, tao không nhặt, mày không nhặt, vậy ai nhặt tiền đâu? Không hiểu bọn này nghĩ gì nữa. Đi đòi nợ mà lại không lấy tiền, lại đòi bắt người là sao nhở? Mình phải đuổi theo mới được. Ui, trời ơi, sao lại hết xăng vào lúc này cơ chứ? Không sao. Không gì có thể làm khó được ta. Xe đây. Bây giờ đầy xăng rồi, phải đuổi theo bọn nó mới được. Nhưng mà khoan, biết chúng nó ở đâu đâu mà đuổi nhỉ? À, báo công an. Nhưng mà không được. Thằng Thành nó làm gì mà để chúng nó đòi nợ thế nhỉ? Nhỡ đâu lại làm cái gì vi phạm pháp luật thì sao? Rồi mấy hôm trước nữa, mình chở nó đi công việc, mình thành đồng lõa à? Bây giờ làm nào bây giờ nhỉ? Này anh! Này anh! Có chuyện gì ấy? Anh chở xe ôm đúng không? Đưa tôi đi có việc tí đi. Không, tôi... Đi, tôi đang có việc gấp lắm. Chở tôi đi đi, rồi tôi cho thêm tiền, nhá. Nhưng mà tôi... Không có anh tôi gì cả. Bây giờ tôi đang gấp đi đánh ghen chồng tôi lắm. Nhớ nhá, anh không chở tôi đi, rồi là chồng tôi nó trốn đi được nhá. Tôi xé xác anh ra đấy. Đi. Thế thì lên xe. Phen này nhá, bà bắt được nhá thì bà cho chúng mày ra cho ra chấu, bà nấu thịt Cao luôn. Này, tôi bảo trước nhá, làm cái gì cũng phải bình tĩnh nhá, đừng có vi phạm pháp luật đấy nhá. Anh cứ yên tâm, tôi có thâm niên đi đánh ghen 5 năm nay rồi, không lần nào bị bế lên phường cả. Tôi nói cho anh biết nhá, đánh ghen ý là một nghệ thuật, mà người đánh ghen ý là một nghệ sĩ đấy, anh hiểu chưa? Mà thôi, không nói nhiều nữa, đi nhanh lên, đi. Bây giờ đi đâu? Tôi có định vị, cứ đi đi. Chồng tôi nhá, có chấp cánh thì cũng không thoát khỏi bàn tay tôi đâu. Rồi, đi nhá. Sao tự dưng lại dừng xe lại thế đại ca? Sao xe lại hết xăng nhỉ? Cái gì? Hồi sáng em vừa mới đổ xăng mà. Thằng đổ xăng đúng là bố láo mà. Thế mày đổ bao nhiêu? Em đổ nhiều lắm. Nhiều của mày là bao nhiêu? Em đổ 50k. Mày bị ngu à? 50.000 mày đi ô tô thì chỉ đủ xúc miệng thôi, mày hiểu chưa? Thế bây giờ phải làm sao ạ? Mày xuống đẩy xe đi, đẩy đến cây xăng thì thôi nhá, cho chừa cái tội ngu đi. Vâng. Đây rồi, nó đây rồi. Ở ngay phía trước thôi. Thế nhưng đang dừng xe làm cái gì khi tôi không biết đâu. Em bảo chị nhá, bây giờ mà đến nơi nhá thì chị phải bình tĩnh, từ thôi, khuyên ngăn và dạy bảo vào. Phóng hạ đầu đao, rồi quay đầu là bờ nhá. Rồi... Nói nhiều thế? Hả? Đi xe nhanh lên đi, coi đánh ghen mà đi chậm chậm dề này đâu. An toàn là trên hết chị ạ. Có tin tôi xử anh trước khi xử chồng tôi không hả? Em phóng nhá. Ôi, mệt quá. Đại ca, xuống đẩy giúp em cái xe, chứ như này có mà tới sáng. Đâu cái mặt mày vô dụng quá rồi đấy. Ta đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, cái lúc rảnh rỗi thì mày chịu khó, mày ra phòng gym, mày tập gym đi, cho người nó thon gọn, nó khỏe mạnh vào. Mày thấy tác hại chưa hả? Mày không nghe tao bao giờ cả. Để xe được tí mày đã kêu mệt rồi. Cơm còn không có mà ăn, ở đấy mà đòi tập gym. Mày phải thôi ngay đi, mày tránh ra. Xem đại ca mày thể hiện trình độ đẩy xe đây này. Nhìn đây này. Sao thế đại ca? Bình thường em thấy đại ca chụp ảnh đẩy tạ toàn bích sai. Mỗi cái xe này mà đại ca nhằm nhò gì? Vừa nãy xuống xe tao cạp phanh tay lên, tao quên mất. Ê, thế để em đi hạ thẳng tay nhá. Tao nghĩ rồi, cái cách để xe này không phải thi cho lắm đâu. Thế đại ca có cách gì? Tao nghĩ là bây giờ mày đi mua xăng về đi, đổ vào nó còn nhanh hơn. Có cách này mà đại ca không bảo ngay từ đầu, làm em đẩy xe từ nãy đến giờ phọt cả cơm. Ô, thế cái đầu mày để làm gì đấy hả? Tao suốt ngày phải đi nghĩ thay cho mày đấy à? Mày phải tự nghĩ đi chứ. Hay cái đầu của mày lắp vào nó chỉ để cho đủ tay chân, đủ đầu, đủ mình thôi hả? Đi mua điều gì nữa. Vâng. Bực cả mình đến khổ. Lần sau mà tuyển đàn em nhất định phải ghi thêm là phải có trí thông minh. Ngoan ngoãn nghe lời hợp tác nhá. Đợi thằng Tuấn đem tiền chuộc đến ấy, bọn tôi sẽ thả cô ra, hiểu chưa? Đấy, hợp tác thấy có phải tốt không? Cô cứ yên tâm đi, bọn tôi là giang hồ có phẩm chất. Đã bắt cóc là sẽ không cướp sắt, đã tống tiền ấy là sẽ không giết người đâu. Yên tâm nhá. Hợp tác vui vẻ đấy. Tôi sang ở đâu nhỉ? Kia đi bao giờ mới về? Làm sao? Ôi, làm cái gì đấy ạ? Hả? Bảo hợp tác vui vẻ mà làm cái trò này à? Này nhá, làm người phải giữ uy tín nhá, không thì làm sao mà sống cái chuyến đời này được? Hả? Này, có điện thì mới giữ uy tín với lại con đồ nhanh nhá. Đồ nhanh đấy, con. Đây rồi. Đúng là nó rồi. Giỏi thật đấy. Giữa Thanh Thiên Bạch Nhật mà dám chơi cái trò xe run à? Bọn này đúng là chán sống rồi. Mau chặn đầu xe cho tôi. À, hôm nay ta bắt quả tang rồi nhá. Hai đứa chúng mày dám chim chuột ở trong xe ta mua à hả? Bây giờ còn cãi nhăm nhẻm được nữa không? Con chân con này, mày định chạy đi đâu hả? Buông tôi ra. Buông cái gì? Này, trước khi tao buông mày ra nhá, tao phải lột được cái da mày để lại đã. Mày dám quyến rũ chồng tao mà mày đòi tao buông ra hả? Này, mơ đi nhá. Này, chị nói cái gì đấy? Ai quyến rũ chồng chị? Đây, tao bắt được quả tang lên rồi mày còn cãi được à? Hả? Em bỏ cô ta ra đi. À, anh gan nhở? Hôm nay anh còn dám bênh vực cái con giáp thứ 13 này à? Hả? Đã thế nhá, hôm nay tôi cho cả hai người đẹp mặt luôn. Không phải đâu, em hiểu nhầm rồi. Anh với cô ta có quen biết gì nhau đâu. Này, tên tôi là gì, có biết không? Không biết. Đấy, em thấy chưa? Anh đừng có nói láo nhá. Không biết nhau mà dám ngồi trong xe ô tô, nắm tay nắm chân rồi ôm ấp nhau như thế à? Anh đừng tưởng tôi bị mù nhá, tôi nhìn thấy hết rồi đấy. Mà không phải. Không phải cái gì? Tôi là tôi biết thừa cái trò thả dây xuyên lục địa của anh. Anh thử nghĩ xem, đây là lần thứ bao nhiêu tôi đi đánh ghen anh rồi, hả? Nhiều quá anh không nhớ được, nhưng mà lần này thì không phải như vậy. Tôi không tin nhá. Lần này tôi phải cho hai người đẹp mặt mới được. Thôi đừng đánh nữa. Đấy, cái con danh này nó có cái gì mà hai người bênh nó chầm chạp như thế hả? Tôi mới là người bị hại cơ mà. Ôi, em đừng làm loạn nữa. Công an cho đến bây giờ đấy. Công an, tôi sợ cái gì công an chứ. Công an đến càng tốt, để cho bế hết tất cả lên phường đi. Rồi cho con này lên báo nhá, cho cả cái xứ Đông Lào này biết. Rồi chửi chết cụ nó đi. Ôi, không được gọi công an. Đi mua xong mà quên mang theo chai đựng. May mà nhặt được chai nước suối không thì. Ôi, sao con mụ sư tử lại xuất hiện ở đây? Thôi, có điểm chẳng lành xảy ra rồi. Không được. Không được, gọi công an. Gọi công an đến đây. À, mày thách bà. Được rồi, để bà gọi công an đến đây nhá, bế hết chúng mày lên phường. Tôi đã bảo không được gọi công an mà lại. Tôi cứ gọi đấy, anh làm gì được tôi nào? Không được gọi là không được gọi. Anh tưởng là anh lấy điện thoại mà tôi không gọi được á hả? Bố người ta, bắt cóc, bố người ta. Đại ca, chết rồi. Thế là mọi người biết hết mọi chuyện rồi. Bắt cóc đây này. Chạy đi chứ còn cái gì nữa. Chạy đi chứ cái gì. Bố người ta. Thôi mày. Con kia, mày đứng lại. Mày làm cái gì nào? Thôi. Con kia, đứng lại. Con kia. Thôi nào. Con kia. Không có gì. Mày qua, cuối cùng cũng chạy thoát. Tôi đã bảo là thôi rồi các bà. Hả? Cô đầy đủ chưa? Tôi đã bảo với cô rồi, tôi với cô ta là không có gì với nhau cả. Không có gì tại sao lại ngồi chung xe với nhau hả? Vì tôi bắt cóc cô ta để mà đòi nợ đấy, cô hiểu chưa? Bắt cóc cơ? Đúng vậy, tôi khó khăn lắm mới bắt cóc được cô ta ấy. Cô thấy cái thằng vừa nãy không? Hả? Nói với cô ta là người yêu của nhau đấy. Tôi bắt cóc cô ta để mà tống tiền thằng kia đấy. Đòi nợ đấy. Đòi nợ? Đúng vậy. Bây giờ thì cô ta chạy mất rồi. Nợ chưa đòi được luôn. Chạy mất rồi á? Vâng. Thế có tiền đâu? Trời ơi. Cả ngày thì công đốc hết rồi. Cái gì đây? Hai túi của cô ta đấy. Mở ngay ra xem có tiền không. Coi như là vớt vát một ít. Ôi giời ơi, không những có tiền mà có cả giấy tờ nữa này. Ê, nhặt được ví thì mình lấy tiền thôi. Còn giấy tờ ấy, trả lại cho người ta. Không người ta phải đi làm lại, mất công lắm. Mày bị ngu đấy hả? Thế mày là sợ người ta không biết là mày lấy tiền của người ta đấy à? Lo có chuyện bao đồng. Với cái đống giấy tờ địa chỉ này, bọn mình không sợ là không tìm được con bé này đòi nợ nữa rồi. Đúng rồi, thế mày không nghĩ ra. Phen này nhá, có mà trốn bằng trời. Tưởng quỵt nợ tao mà dễ á. À này, nhà cô ở đâu đấy? Để tôi đưa cô về. Ngày hôm nay ấy, cô gặp tôi là cũng xui lắm rồi đấy. Anh nói đúng đấy. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ gặp chuyện xui xẻo như thế này đâu. Không phải là cô xui, mà là tôi xui tôi lây cho cô đấy. Thế bình thường anh hay gặp chuyện xui xẻo lắm à? Từ bé đến giờ ấy, tôi làm việc gì cũng không xong. Đấy. Những người khác mà người ta sai ấy, tôi cũng là người lãnh hậu quả đấy. Đúng là đáng thương thật đấy. Nhưng mà ấy, gặp cô lại là điều may mắn của tôi. Đấy, xem ra ấy, là ngày hôm nay ấy, là ngày may mắn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi hơi bị vui đấy, cô cho tôi cả công việc cơ mà. Còn tôi thì đây là ngày đen ăn đủi nhất. Từ trước đến giờ chưa bao giờ đen đủi như ngày hôm nay á. Cô yên tâm, cô sẽ không gặp lại những cái người như thế nữa đâu. Thật á? Ừ. Bởi vì tôi có một cái tài rất là đặc biệt là không bao giờ biết nói dối. Wow. Cô ta làm chủ công ty ở đây á? Cả cái công ty to thế này á? Em thấy ở trên danh thiếp ghi là chủ tịch của công ty SVM đây này. Chắc là không nhầm được đâu nhở? Trước giờ em mới chỉ nghe ấy, chức vụ giám đốc, trưởng phòng. Còn chủ tịch là cái chức vụ quần què gì? Sao mày ngu thế à? Chức chủ tịch nó có cái chữ chủ ở trong đấy thì tất nhiên là phải làm chủ rồi. Còn giám đốc với trưởng phòng cái tuổi gì? Thế thì chắc là cô ta giàu lắm. Mình bắt cóc cô ta làm gì nhỉ? Sao không bắt cóc bạn trai của cô ta rồi bắt cô ta trả tiền? Có phải hay hơn không? Nhở. Thế mà mình không nghĩ ra. Cái thằng bạn trai nó nhìn nhiều nàn rách nát như thế thì mình có moi được bao nhiêu tiền đâu, đúng không? Bây giờ ấy, thay vì thế thì mình bắt cóc thằng bạn trai nó rồi tống tiền nó là được. Thằng này thỉnh thoảng thở ra mấy câu hay ho phết nhờ. Thì bình thường ấy là em không thích thể hiện thôi. Chứ ngày xưa đi học mẫu giáo ấy là em giỏi nhất lớp đấy. Thế thì còn lớp cấp 1 thì sao? À, lên cấp 1 thì em nghỉ học mất rồi. Thế thì mày tính là mày sẽ làm được cái trò trống quái gì ở đây hả? Thì thế em mới đi làm giang hồ. Chứ em học giỏi á thì em đi làm bác sĩ, kỹ sư. Chứ em đi theo anh làm quái gì. Mày nó cũng có lý nhỉ. Mà thằng này ý bảo tao ngu đúng không hả? Ý mày thế làm gì? Trông cậu có vẻ vui vẻ quá nhỉ? Ồ, chủ tịch. Thế nào? Ngày đầu tiên đi làm ấy, tốt không? Tốt ạ, vui lắm ạ. Em mà không có nhờ chủ tịch ấy thì còn lâu mới có ngày hôm nay. Thì tôi cũng tạo điều kiện cho cậu có được công việc này thôi. Còn làm việc như thế nào ấy, thì tùy thuộc vào thái độ của cậu đấy. Chị cứ yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức mà. Thế thì chuẩn bị xe cho tôi nhá. Tôi chuẩn bị đi gặp đối tác. Dạ vâng ạ, chị cứ yên tâm. Thời cơ thuận lợi rồi, bắt đầu đi. Action! Cái thằng Đức này, mình đừng đi làm cái gì nữa, ra bắt nó. Đại ca nói gì em có hiểu rồi. Ôi giời ơi, đã biết nó ngu rồi thì anh nói luôn tiếng Việt đi. Bảo là mày đi ra lôi cổ thằng Tuấn ra đây cho tao. Còn tiếng Anh với tiếng em nó rách việc ra. Thì anh muốn nó chuyên nghiệp thêm một tí thôi mà. Ôi, thằng này đâu rồi? Cái thằng ngu này anh đã phát lệnh đâu mà nó chạy ra kìa. Thì đi ra giúp nó một tay đi còn gì nữa. Thằng Tuấn nó chạy thì chết cả lũ đây. Đúng là các cụ có câu không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò thôi. Mà trong cái nhóm này nhá, có tận 2 thằng ngu như bò cơ. Bỏ ra, anh làm gì đấy? Ôi, bịt miệng nó lại đi. Cứu, đại ca nó dậy vô khỏe quá. Cứu tao đấy. Anh giúp em một tay với. Cứu với. Này, bỏ ra. Cứu. Bịt miệng nó lại. Đại ca để giấy gì đấy? Thư đòi tiền chuộc. Đại ca đúng là dân chuyên nghiệp đấy. Mày là phải hỏi tao nhiều lắm. Đưa nó đi. Anh ơi, anh đưa một cái gì? Việc đấy mà mày còn phải hỏi à? Hả? Tôi đã bảo là tôi sẽ trả nợ đó mà. Thế sao hai người không để cho tôi yên một chút đi? Con nợ nào mà chẳng hứa hẹn là sẽ trả nợ. Nhưng mà đợi ấy, bọn mày trả nợ có mà đến mùa quýt năm nào. Cho nên bọn ta phải tự thân vận động, tạo động lực cho con nợ chúng mày trả nợ đấy. Trả nợ đúng hẹn nhá. Mày thấy không? Bọn ta vất vả với mày nhiều rồi. Cho nên mày biết điều một chút đi nhá. Thôi, cứ rông dài làm cái gì? Cứ kệ nó đi. Bây giờ ấy, đợi con người yêu nó đến đưa tiền chuộc thì một tay ra tiền, một tay ra người. Cái gì? Người yêu á? Tôi làm gì có người yêu? Tôi nó sợ ế này. Này nhá, trầm đòi tao ghét nhất cái loại á, quỵt nợ là cái loại đầu tiên. Còn cái loại thứ hai ấy là cái loại á, có người yêu nhưng mồm lúc nào cũng leo lẻo kêu ép a. Cái loại này là phải giết cay, không để cho nó kịp đẻ trứng. Tôi nói thật, tôi làm gì có người yêu mà đòi tiền chuộc. Mày bảo mày không có người yêu á? Thế thì con Lan Anh là gì của mày? Lan Anh ấy chỉ là chủ tịch của tôi thôi, không như các người nghĩ đâu. Không như bọn tao nghĩ à? Thế mày biết bọn tao nghĩ cái gì à? Hả? Đúng rồi ấy, mày không phải người yêu của con Lan Anh. Nên làm sao có chuyện mày được vào công ty SVM làm tài xế? Mày nghĩ để vào đấy làm tài xế mà dễ à? Ngày xưa tao thi tuyển ấy là phải trải qua bao nhiêu vòng ấy mày biết không? Sao mày biết rõ thế hả? Ngày xưa ấy, em cũng suýt chút nữa là trở thành tài xế của công ty SVM ấy. Anh hả? Thái độ đó là sao à? Mày nghĩ tao đang nói phét à? Tao nói cho mày biết nhá, nếu không phải ấy, ngày xưa tao mắc tiền án tiền sự ấy, thì bây giờ tao đang là tài xế của công ty SVM ấy. Không đến lượt mày ấy. Này, nói mày nhớ nhá, mày có tiền án tiền sự gì vậy? À, đấy chỉ là một chút sai lầm tuổi trẻ ấy. Cái lúc em đi thi ấy, chẳng may em tông phải ông dạy lái xe. Được rồi, đi thôi cậu Tuấn. À, đi đâu rồi nhở? Đã bảo là anh đứng đây đợi tôi cơ mà. Đi đâu rồi không biết. Trời ơi, trời ơi. Chủ tịch, chị cần dùng xe à? Cậu Cao à? Vâng. Cậu biết cậu Tuấn đâu không? Tôi gọi cậu ấy bảo cậu ấy chở tôi đi họp ý. Vậy mà bây giờ chẳng thấy đâu cả. Tuấn ấy à? Ừ. Em không? Hay là nó ham chơi trốn việc hả chị? Không phải. Cậu Tuấn không phải là người vô trách nhiệm như vậy. Nếu như cậu ấy có việc gì thì chắc chắn cậu ấy phải nói với tôi rồi. Chủ tịch cứ hay nghĩ tốt cho người khác ấy. Em là em thấy bộ dạng Tuấn ấy là không tin tưởng ở đâu. À, vừa hay em có thằng em họ lái xe cực đỉnh luôn. Hay là em gọi nó đến lái xe cho chủ tịch đi nhá. Em họ cậu? Vâng, thằng đấy tên là Đức. Lần trước là cũng đăng ký vào thi tuyển làm tài xế cho chủ tịch ấy. Nhưng mà bị trượt chị ạ. Bây giờ công ty mình đang cần tuyển tài xế. Em nghĩ là bây giờ tuyển nó vào là hợp lý luôn ấy. Không được, cậu Tuấn chưa nghỉ việc thì tôi sẽ không tuyển ai hết. Nhưng mà ngày đầu tiên đi làm mà đã như thế này, em nghĩ là phải đuổi nó đi chị ạ. Như thế cho nó bớt nhân mặt. Cậu Cao à? Dạ. Tôi chắc chắn là anh Tuấn không phải là người như vậy. Anh ấy phải có lý do gì đó thì mới hành động như vậy thôi. Mà thôi, chuyện đấy tính sau đi. Bây giờ cậu chở tôi đến cuộc họp đi, trễ giờ của tôi rồi. Dạ vâng, em mời chủ tịch lên xe ạ. Tưởng gì cứ bênh thằng Tuấn chăm chắp ra, nhìn là biết có vấn đề rồi mà. Thảo nào tuyển một thằng ất ơ về làm tài xế ấy, thì ra là mê sắc đẹp của nó. Cái gì? Mày tông phải ông thầy dạy lái xe của mày á? Lỗi kỹ thuật tí. Mày lại còn bảo là lỗi kỹ thuật được. Khoan đã. Bây giờ ấy, nó tông thì cũng đã tông rồi, nó đi tù thì cũng đã đi tù rồi. Cái chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là ấy, mày bảo là mày suýt nữa được nhận vào làm ở công ty của con Lan Anh á? Đúng vậy. Điều, mày nói điều đúng không? Em nói điều chị làm gì? Em có người quen làm ở trong đấy nhá, là ông Anh ấy, nhà bà con nhá, gửi gắm em vào làm việc ở trong đấy ấy. Mày có người quen ở trong công ty đấy á? Chứ còn sao nữa, nhìn em bần bần như này thôi nhá, nhưng mà anh em ấy là trợ lý giám đốc ở trong công ty ấy. Hơi bị to nhá. Thằng ngu này. Thế mày có họ hàng ở trong đấy sao mày không nói với tao? Thì anh có hỏi em gì đâu. Anh không bảo anh ngứa chỗ nào thì em biết đường nào mà gãi. Em đứng ở đây đợi chủ tịch họp xong đúng không ạ? Đúng rồi, đợi tôi họp xong ý, thì cậu chở tôi qua công trình. Tôi cần kiểm tra tiến độ thi công. Dạ vâng ạ. À mà cậu Cao này. Dạ. Khi nào cậu Tuấn về công ty ý, thì cậu liên lạc với tôi nhá. Dạ vâng ạ. À mà chủ tịch ơi. Hả? Em có chuyện này muốn hỏi, không biết có nên hỏi hay không? Cậu hỏi đi. Cậu Tuấn ấy có mối quan hệ gì với chủ tịch mà chủ tịch quan tâm đặc biệt thế ạ? Nếu là nhân viên khác ấy thì chắc chủ tịch sa thải lâu rồi. Tôi với Tuấn ấy không có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Chẳng qua là... Mà thôi, bây giờ tôi có nói thì chắc là cậu cũng không hiểu đâu. Chủ tịch không nói thì làm sao mà biết em không hiểu được à? Mà thôi, tôi đến giờ họp rồi. Cậu nhớ lời tôi dặn đấy nhá. Dạ vâng ạ. Cứ nó hịch tuẹt ra thích thằng Tuấn đi cho xong. Lòng ba lòng vòng. Chủ tịch tài giỏi thì tài giỏi thật đấy. Tiếc là bị mờ mắt. đẹp trai, hào hoa, phong nhã như mình thì không thích. Đi thích cái thằng ất ơ ở đâu, chả có cái gì trong tay cả. Đúng là ông trời không cho ai tất cả. Chủ tịch có tất cả nhưng lại không có mình. Ôi trời, phế thế. Dạ, chắc là con tin nhưng vẫn được nêu ra ý kiến đúng không ạ? Lại muốn cái gì? Này, đừng có mà bảo bọn tao thả mày ra nhá. Lần này bọn tao không để mày lừa nữa rồi. Thôi mày muốn nói cái gì thì nói đi, đừng có rông dài. Vâng, thế thì em thấy là nhà mình không ăn cơm à? Đến giờ trưa rồi. Đại ca, nó nhắc em mới nhớ. Hình như bụng em nó cũng đang biểu tình. Thì em đi nấu cơm đi. Sao lại là em? Không là em chẳng biết là anh à? Hả? Em có nhớ lần trước anh nấu cơm cho mọi người ăn không? Cả bọn tao tháo đuổi một tuần hết. À, thế thì để nó nấu. Cái mặt này lại càng không được à. Lần trước nó vào bếp nhá, suýt đốt cháy cả cái bếp đấy. Em cứ nhanh thế à? Nhưng mà trời nóng lắm, em không nấu đâu. Tùy mọi người tính sao phải tính. Ôi, thế là không nấu, chẳng lẽ ra ngoài phố mua cơm về ăn à? Em không biết đâu, kệ anh đấy. Bây giờ thời buổi nào rồi, thế kỷ 21 rồi vẫn còn bắt phụ nữ phải vào bếp hầu hạ đàn ông à? Lạc hậu vừa phải thế chứ. Dạ, em lại có ý kiến ạ. Mày lại muốn cái gì nữa? Tao đấm người vài cái bây giờ đấy nhá. Em chỉ có ý kiến là bây giờ mà không ai nấu thì để em nấu cho. Mày nấu á? Dạ. Món cuối xong rồi đây. Ui dồi, ăn thôi, đói nhão cả ruột rồi. Ai ơi, sao đại ca lại đánh em à? Mà còn hỏi nữa à? Cái thằng vô tích sự này hả? À? Mày không giúp ích được cái gì, lại còn đòi ăn trên ngồi trước à? Hả? À? Tránh ra kia. Cậu Tuấn, vào đi ngồi. Dạ. Đấy. Thì cậu cứ ngồi đây, làm vài chén với tôi. Gọi là trước lạ sau quen nha. Dạ. Cậu yên tâm đi, bọn tôi là giang hồ có đạo đức. Đảm bảo là thì nhận tiền chuộc, chứ không hại con tin. Cho nên cái thời gian mà cậu đây đợi tiền chuộc ấy, cứ coi như đây là nhà của mình nhé. Đúng vậy ấy. Ừ. Coi như nhà của mình ấy, có nghĩa là tất cả những cái việc từ lau dọn rồi là giặt giũ bếp núc các thứ ấy, giao cho cậu hết nhá. Giao cho tôi á? Cậu không cần phải ngại đâu, cứ dọn dẹp tự nhiên như là ở nhà nhá. Ăn cơm đi. Quay bên kia kìa. Bên này à? Không phải, kia kìa. À, đây. Ừ, đấy, quét cho sạch sẽ vào. Vâng. Đây, hết trái cây rồi. Mẹ, anh để em bảo có thêm. À, đi lấy luôn cho tôi cốc nước cam nhé, nhớ là phải bỏ ít đường vào đấy. Vâng. Đây, ba đời nhà anh làm giang hồ, chưa thấy cái thằng con tin nào lại hợp tác với thằng này đâu. Đấy, lần sau nhá, anh rút kinh nghiệm, bắt cóc tống tiền đứa nào ấy, phải bắt cóc cái đứa được việc như cái thằng này này. Chứ không á, bắt cóc cái bọn tham ăn lười làm về á, bọn mình cũng mà nai lưng ra hầu chúng nó. Em nói đúng đấy, lần sau anh sẽ chọn lựa kỹ lưỡng. Đại ca, cái con bé Lan Anh gì ấy, nó đã chuyển tiền chuộc chưa? Vẫn chưa. Sao đại ca không gọi điện dùng nó chuyển tiền đi? Việc gì mà phải vội, cứ giữ thằng Tuấn ở nhà vài hôm nữa thì sao? Đúng rồi đấy, tầm ở nhà đang bao việc, bây giờ nó đi thì ai làm việc nhà? Đúng rồi đấy, nhà bây giờ nó đầy việc ra, để nó ở lại mà nó làm. Này, một mình nói bằng mấy người giúp việc cộng lại đấy, cũng đùa đâu. Nhưng mà vấn đề là tiền. Dạo, việc chỉ phải vội, tiền nó vẫn còn ở đấy, chứ nó có mọc chân chạy đi mất đâu mà sợ. Thế bây giờ nhá, đuổi nó đi, mày ở nhà mày nấu cơm à? Thế thôi, giữ nó thêm vài hôm nữa là được. Anh này, em nghĩ như thế này nhá, hay là thằng Tuấn ý, nó thiếu bọn mình không nhiều thì bọn mình giữ nó lại, nuôi nó để cho nó gán nợ. Cái gì? Nuôi nó? Đây, anh nhìn xem cái thằng đàn em của anh nhá, nó chả được cái tích sự gì cả, chỉ được cái to con hùng hổ thôi. Còn thằng Tuấn nhá, vừa ngoan ngoãn hiền lành, được bao nhiêu ích lợi còn gì nữa. Cái gì mà được bao nhiêu ích lợi hả? Này, Bây giờ cô có ý định dẫn trai về nhà, nuôi trai trong nhà đấy đấy hả? Chồng cô còn sống lù lù thế này, chưa có chết đâu. Nói cái gì mà lạ thế? À, lạ cái gì mà lạ hả? Cô tưởng tôi không biết đấy hả? Có phải là cô thấy thằng Tuấn sáng láng, sáng sủa đẹp trai nên là cô có ý đồ với nó đúng không? Em làm gì có ý đó. À, cô đừng có bốc phét nhá. Đừng tưởng tôi không biết. Bảo sao trước giờ người ta thuê ô xin ấy, người ta toàn thuê những cái người già tuổi để phòng tránh là ông bà chủ có ý đồ với người ta. Bây giờ tôi biết rồi nhá. Hóa ra là cô có ý đồ cả đúng không? Anh nói nhăng nó cản cái gì đấy? Hả? Nhăng nhăng cái gì? Cô giải thích đi. Tại sao cô lại bắt nuôi nó? Hả? Tôi chả có cái ý gì với nó cả. Không cái gì vậy là thế nào? Cô giải thích đi. Cô có ý đồ gì vậy? Nhà này rột nóc đến nơi. May mà mình không đẹp trai ấy, chứ không thì cũng bị hành nát ra đã mất. Này, đi đâu đấy? Dạ, em đi chợ, sắp tới giờ cơm. Đi chợ cầm tiền chưa? Dạ, em cầm rồi ạ, em cầm rồi ạ. Đi nhanh đi rồi về sớm. Dạ, vâng ạ. Khoan đã. Dạ, có chuyện gì nữa ạ? Đi chợ nhớ mua thêm vài lon bia nhé. Ăn mà không uống nó nhạt mồm lắm. À, cái đấy anh yên tâm, em còn phải sắm cho anh vài món để anh nhậu nữa cơ. Vậy thì tốt, dạ. Đi sớm về sớm đấy. Trời nóng thế này, nó có vài lon bia, thì Sướng phải biết đấy. Dạ, thế em xin phép em đi ạ. Ừ. Sống thế mới gọi là sống chứ. Cơm đến há miệng, nước đến há mồm. Mình còn nối tiếc thả nó đi, chứ nó gì còn vợ mình. Làm sao thế nhở? Tại sao mình gọi điện cho anh Tuấn từ hôm qua đến hôm nay rồi mà không nhấc máy là sao? Rõ ràng là anh Tuấn rất thích công việc này. Không có lý do nào mà bỏ công việc giữa chừng như vậy cả. Sao đấy nhỉ? Hay là đang gặp vấn đề với cái bọn cướp hôm trước rồi? Ôi. Mời vào. Anh chào chủ tịch ạ. Chủ tịch có em ạ. Cậu Cao này, cái chuyện hôm trước tôi giao cậu ấy, cậu làm từ đâu rồi? Em đã hỏi tất cả các nhân viên trong công ty rồi chị ạ. Mọi người đều bảo là không thấy cậu Tuấn đâu cả, mà cũng không thấy cậu ấy nhắn gửi gì hết ạ. Tại sao lại như thế được nhở? Mà em nói thật với chị suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Cái loại nhân viên như thế thì sa thải quách đi. Em thấy bọn nhà quê ấy, đứa nào cũng giống nhau, làm việc lười biếng, vô kỷ luật. Cậu Cao, dạ. Tôi đã nhắc nhở cậu bao nhiêu lần rồi là không được tỏ thái độ khinh thường người nhà quê như thế. Tại sao có vật chứng nào tần đấy nhở? Em xin lỗi chủ tịch ạ. À, em bức xúc quá nên mới nói năng không cẩn thận được. Thôi rồi, tôi nhắc cậu một lần cuối cùng là nhân viên trong công ty của tôi không được có thái độ như vậy. Nếu lần sau cậu còn có thái độ như vậy nữa ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Dạ vâng ạ, em sẽ không có lần sau đâu chị ạ. Em xin lỗi ạ. Thôi rồi, ra ngoài làm việc đi. Dạ vâng ạ, em xin phép chủ tịch, em ra ngoài. Cứ động đến từ dân quê, nó sung hết cả lên. Bành nhau chẳng chặt. Cô sợ là người ta không biết cái nguồn gốc dân quê của cô chắc. Để xem vênh váo được bao lâu. Cứ nghĩ mình là chủ tịch, vênh váo người khác. Tôi cứ khinh các người này. Có bao nhiêu tiền đắp lên người cũng không làm cho chúng mày xa lên được đâu. Không được, phải báo cho Lan Anh mới được. Không thể để cho bọn họ bắt cóc rồi uy hiếp. Ui. Cái Cao, may quá các anh ở đây. May cái gì? Hôm qua cậu làm gì mà lại bỏ việc ngang giờ không báo cho anh như thế? Cậu có biết là chủ tịch tức giận lắm không? Tôi cũng không muốn thế, nhưng mà tôi gặp một vài chuyện ấy, cho nên... Chuyện gì? Cậu không cần phải trình bày dài dòng. Cậu nghỉ việc như thế, tức là cậu bị sa thải rồi đấy. Bây giờ cậu có thể đi, nhá. Nhưng mà anh ơi, anh cho tôi lên gặp chủ tịch với. Tôi có một chuyện cần phải nói với chủ tịch ạ. Cậu gặp chủ tịch làm gì? Tôi lạ gì các cậu nữa, hả? Làm việc thì không chịu nghiêm túc, đến khi bị sa thải thì tìm chủ tịch năn nỉ, xin xỏ. Này, chủ tịch ấy không có thời gian để gặp các cậu đâu. Tôi có thể bị sa thải cũng được, nhưng mà có chuyện này ấy, tôi nhất định phải nói với chủ tịch ạ. Chuyện gì hả? Này, chủ tịch là ai mà cậu muốn gặp là gặp hả? Tôi nói cho cậu biết, khôn hồn ấy, cậu biến khỏi đây ngay đi. Đừng để tôi phải có bảo vệ. Nhưng mà... Này, có đi không? Có đi không? Tôi đi. Anh đừng gọi bảo vệ. Tưởng muốn gặp chủ tịch là gặp được ngay à? Còn lâu nhá. Để xem con bé Lan Anh nóng ruột như thế nào. Này, thằng Tuấn đâu? Đi chợ rồi. Đi chợ giờ này vẫn chưa về á? Chưa thấy đâu. Này, giờ này vẫn chưa về thì cơm nước kiểu gì? Ôi nhờ, em nói mới nhớ đấy. Sao hôm nay nó đi chợ lâu thế nhỉ? Cái thằng này, mày ở đây với thằng Tuấn đâu? Em làm sao mà biết được, nó có đi với em đâu. Chết rồi, bảo sao anh thấy sai sai cái gì. Từ sáng ấy, thằng Tuấn nó đi chợ là nó đi một mình. Nó đi chợ nó chả đi một mình thì sao lại cả. Cái thằng ngu này, nó là con tin. Nó đi chợ một mình thì nó chả nhân cơ hội này nó bỏ trốn rồi còn gì nữa. Hai người ở nhà giữ nó kiểu gì đấy. Chết, bây giờ tiền chuộc chưa lấy về mà con tin nó chạy mất rồi thì sao? Hay là em liên hệ với ông anh trai em, ông mới làm ở công ty con Lan Anh ấy, biết đâu ông mới lại giúp đỡ gì được mình. Ngồi đi, gọi luôn. Gọi đi nhanh lên. Nhanh. Sao? Còn có cả chuyện ấy nữa cơ. Nếu mà chuyện như thế thì tôi lại có cách giúp các người, nhưng với một điều kiện. Các người phải chia phần cho tôi. Anh tính thế nào đây? Thực ra thì tôi muốn đẩy thằng Đức vào làm tài xế cho chủ tịch để kiếm trác một mớ. Cơ hội tốt như bây giờ sao chúng ta không thực hiện luôn nhỉ? Các người đúng là ngu ngốc. Đáng lẽ phải bắt cóc con Lan Anh, nó mới là cái mỏ vàng mỏ bạc để chúng ta khai thác, lại bỏ qua để bắt thằng Tuấn. Còn Lan Anh ấy phải bắt cóc nó để bố mẹ nó ra tiền. Như thế có phải hơn không? Nhờ, thế mà mình không nghĩ ra nhỉ. Đúng là vì một cái hạt dưa thôi mà bỏ quên cả quả dưa hấu. Kế hoạch này có vẻ khả thi đấy. Bọn mình nội ứng ngoại hợp, chắc chắn là khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều rồi. Tôi đồng ý. Không cho mình vào công ty thì mình cũng đây đợi đến bao giờ gặp được Lan Anh thì thôi. Nhất định phải báo cho cô ấy biết. Mà không biết đến bao giờ mới ra nhỉ. Sao lại gặp anh ta ở đây? Anh ta mà biết mình lại gọi bảo vệ đuổi mình thì chết. Phải nấp. Tôi và thằng Đức là anh em họ của nhau, cho nên các người yên tâm đi là chúng tôi sẽ không phản bội các người đâu. Còn về phía các người, nhớ là cũng phải giữ chữ tín đấy. Đừng có học người ta qua cầu rút ván. Anh họ ông Cao này nữa. Cứ gọi điện cho ai ấy. Mình gọi điện từ nãy giờ vẫn chưa được. Sắp đến giờ họp rồi chứ. Thôi vậy, tự bắt xe đi cho nhanh. Anh Tuấn, làm sao đây? Có chuyện gì đấy? Mà anh nữa, mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Chuyện đấy ấy, tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ ấy, cho cô thấy cái này này. Cậu Cao, kế hoạch của tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, cho nên các người không cần phải lo. Tôi sẽ cho thuốc và nước cho con Lan Anh uống. Sau đó tôi sẽ dẫn nó đến chỗ các người. Còn chuyện còn lại, chắc tôi không cần phải dạy các người phải làm thế nào chứ. Tài sản của con Lan Anh ấy rất là nhiều, cho nên các người cứ tha hồ mà hết giá. Lúc đấy thoải mái mà chia chác, hiểu chưa? Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm. Có người thông minh tham gia vào ấy, là kế hoạch nó khác hẳn. Vừa nghe cái là đã có tính khả thi rồi. Này, mày nói thế là có ý chê tao ngu đấy à? Ở đây ngu nhất là mày đấy. Bỏ ra. Anh kéo tôi làm gì? Tại sao không để tôi cho anh ta một trận? Đã nhận tiền lương của tôi rồi, bây giờ lại còn bày trò hãm hại tôi nữa. Xe này nhá, tôi không cho anh ta lên phường ấy, tôi không làm người đâu. Tôi biết, mình không thể bỏ qua cho anh ta được. Nhưng mà bây giờ ấy, không thể bứt dây động rừng. Thế bây giờ anh tính như thế nào? Bọn họ ấy không chỉ đơn thuần là bắt cóc để đòi nợ đâu. Tôi thấy là bọn họ quá tham lam. Bây giờ còn đang tính bắt cóc để mà đòi tiền chuộc đấy. Đúng vậy. Còn ở tên Cao nữa. Đúng là một lũ tham lam xảo quyệt mà. Tôi có cách này. Chúng ta cứ giả vờ như chưa biết gì đi. Rồi sau đó ấy, sẽ gom cả hang ổ của bọn họ. Cô thấy thế nào? Đúng vậy. Chúng ta nhất định không được để tên nào thoát. Alo, à đây. Là tôi đây. Tôi là Lan Anh. Tôi muốn liên hệ với các người là để giao tiền chuộc anh Tuấn về. Anh Tuấn vẫn bình an vô sự chứ? À, thằng Tuấn vẫn bình an. Tiền chuộc thì bao giờ cô giao? Ngày mai được không? Anh cứ ra địa chỉ đi, tôi sẽ đến. Được, gặp thì gặp, không gặp không về nhá. Này, con Lan Anh nó gọi à? Thế nó không biết thằng Tuấn trốn rồi hả anh? Xem ra là thằng Tuấn ấy không tin được con Lan Anh rồi. Fan này là nhờ công của thằng Cao đấy. Mình ăn được 2 lần tiền chuộc luôn. Sao lại 2 lần tiền chuộc ạ? Mày đúng là đồ ngu. 2 lần tiền chuộc có nghĩa là người nhà nó phải mang tiền đến chuộc 2 lần chứ còn sao nữa. Trời ơi, em thì hơn nó quá đấy à. Đã ngu là còn thích dạy đời người khác. 2 lần tiền chuộc ở đây ấy, là bắt con Lan Anh đem tiền chuộc thằng Tuấn về. Và lần thứ 2 ấy, là bắt các con Lan Anh rồi bảo người nhà nó chuộc nó về. Trả lại 2 lần à? À, thì ra là thế. Thì ra là vậy. Đúng là thời tới cạn không kịp mà. Phèn này mình giàu to rồi. Sao? Bọn họ không có nghi ngờ gì chứ? Không hề. Bọn chúng còn rất vui vẻ với nhau nữa. Đúng là một lũ tham lam. Cái lũ này cần phải tống ngay vào tù để tránh gây nguy hại cho xã hội. Này, không ngờ là cái bọn nhà giàu ấy nó cũng ngu thật đấy. Mình nói như thế mà chúng nó cũng tin được. Đúng vậy đấy. Mình ra chợ mua con cá đâu đó khoảng vài chục nghìn thôi, mà cũng phải lật tới lật lui, chọn lựa kỹ càng rồi mới mua. Đây, nó bảo là nó đem vài trăm triệu tiền chuộc con tin về, mà nó hỏi qua loa có vài câu là ok ngay được. Thế mới nói nhá, không phải là cái đứa nào nhà giàu cũng khôn đâu. Có khi là nó còn ngu bỏ bố ra chứ. Sao em thấy việc này cứ có gì đó sai sai ấy. Sai là sai thế nào? Cái con bé Lan Anh ấy, nhìn nó cũng khôn khéo như thế, sao lần này nó lại dễ bị mắc lừa như thế nhỉ? Chà, Khôn thì khôn rời, làm sao mà qua được nổi cái mưu kế của tao. Đại ca có mưu kế gì mà em không biết nhỉ? Chẳng phải là thằng Tuấn nó tự bỏ trốn rồi hay sao? Đấy cũng là nằm trong sự tính toán của tao hết rồi, mày không phải lo. Nhưng mà... Thôi, mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi, mày cứ tính tới tính lui làm cái gì? Làm chuyện... Nhưng mà em vẫn thấy có gì đó sai sai ấy. Thôi, mày thôi đi. Mày bắt đầu động não là tao thấy sai sai rồi đấy. Sai ở cái bước đấy rồi cơ. Mày bây giờ mày vào kia mày nấu cơm đi. Ăn no xong mình còn phải bàn kế hoạch tiếp, tính chuyện tiếp theo. Tính kế hoạch gì đấy đại ca? Thì là tính cái kế hoạch làm sao để tiêu xài hết được cái đống tiền lớn này chứ còn gì nữa. Sao nữa phải hỏi. Rõ ràng là mình xem trong các phim trinh thám, đến đoạn uy hiếp người nhà giao tiền chuộc đều cực kỳ gay cấn. Chẳng hiểu sao đến lượt bọn mình thì nó lại đơn giản thế nhỉ. Đúng là hụt hẫng thật mà. Alo, tôi nghe đây. Là anh đây. Ui, anh Cao, anh gọi em có chuyện gì đây? Bảo với đại ca mày, tao cần gặp anh ta để báo chuyện sắp tới. Thời gian và địa điểm tao đã gửi qua, không gặp không về. Nhưng mà gì? Chỉ là cuộc hẹn đi gặp cà phê thôi. Có cần phải tỏ ra nghiêm trọng như thế không? Này, có chuyện gì ấy, thì anh nói luôn đi. Anh gọi bọn tôi ra đây xong rồi chả nói giải đằng gì cả. Đúng rồi đấy, có chuyện gì thì anh nói luôn đi, bọn tôi còn biết đường mà lần chứ. Kế hoạch tôi đã vẽ ra xong hết rồi. Các người chỉ cần làm theo, kiểu gì cũng sẽ thành công. Thế thì tốt quá rồi đấy. Là tiền sắp về tay bọn mình rồi. Nhưng có một chuyện quan trọng mà chúng ta cần phải bàn lại với nhau. Chuyện gì quan trọng? Theo em thấy ấy, làm gì có chuyện gì quan trọng ngoài tiền ở đây ấy. Chính xác. Theo hai người, sau phi vụ này, số tiền mà chúng ta kiếm được sẽ chia chác như thế nào? Thì tất nhiên là chia đều rồi. Đúng rồi. Ở đây có 1, 2, 3, 4 người thì cứ chia đều ra 4 phần thôi. Tôi 30% này, anh Toàn 30%, anh 30%, còn thằng Đức 10%. Thế là công bằng rồi. Không được. Tại sao mọi người được 30% mà em được có 10%? Với cái tần suất ăn hại và phá hoại của mày ấy, đáng ra là không được chia bất cứ một đồng nào cả đâu. Nhưng vì bọn ta chia đều rồi, nó lẻ ra một tí, bọn ta mới chia cho mày thôi nhá. Không được. Như thế làm sao mà gọi là chia đều? Tôi cũng thấy chia như thế là không được. Đúng là chỉ có anh Cao thương em. Về phần của thằng Đức, hai người có thể không cần phải chia cho nó cũng được. Nhưng về phần tôi muốn được nhận nhiều hơn. Ít nhất đấy cũng phải 50%. Cái gì? 50% á? Chia chắc như thế thì để bọn tôi ăn cám à? Không ngờ là cậu Cao lại dám đích thân đến đây để gặp bọn họ đấy. Bọn họ thì có gì mà không dám chứ. Cá mè một lứa với nhau cả. Chẳng có ai tốt đẹp gì đâu. Mà trông bọn họ giống như là đang bàn kế hoạch để hại ai đấy. Bọn họ ngoài nghĩ cách hãm hại người khác ra thì chưa bao giờ nghĩ được điều gì tốt đẹp cho xã hội cả. Anh nhìn kia kìa, chắc là đang bàn kế hoạch để bắt cóc người khác đấy. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Thì bây giờ bọn mình cứ thuận tay đẩy thuyền, cứ để cho bọn họ được như ý đi. Chắc chắn là bọn họ sẽ một đi mà không trở về. Nhưng mà chị cũng phải cẩn thận đấy. Đáng lẽ ra những cái chuyện như thế này ấy, chị không nên đích thân nhúng tay vào đâu. Tôi muốn đích thân vào vụ này bởi vì tôi muốn trực tiếp hỏi cậu Cao vì sao cậu ấy lại phản bội tôi như vậy. Rõ ràng là cậu ấy theo tôi 9 năm nay. Tôi không hề bạc đãi cậu ấy. Đúng là lòng người khó đoán thật. Không ngờ cậu ấy lại đâm sau lưng tôi như vậy đấy. Đúng là lòng người khó đoán. Có cá mà ăn ấy thì đã là may. Hai người có mỗi cái việc giữ thằng Tuấn lại để nhận tiền chuộc cũng không làm được thì đòi hỏi cái gì hả? Nếu mà không có tôi chặn thằng Tuấn lại, không cho nó gặp chủ tịch, thì hai người có ngồi ở đây để mà chờ nhận tiền chuộc được không? Ừ? Này, đừng tưởng tôi không biết hai người có ý đồ gì nhá. Nhưng mà cái chuyện này là do bọn tôi nghĩ ra mà. Đúng rồi đấy, không có bọn tôi thì anh làm gì được. Này, nếu không có các người ấy, tôi có thể nhờ băng đảng khác. Bây giờ thiếu gì? Chỉ cần có tiền là được. Còn nếu không có tôi ấy, thì các người làm được cái gì hả? Rõ ràng trong phi vụ này, tôi mới là người quan trọng nhất, đúng không? Bọn tôi... Thôi, không cần phải nói nhiều. 50%, không thì hợp đồng chấm dứt. Khoan đã, chuyện đâu còn có đó cơ mà. Mà này, anh đừng có tham lam quá. Một khi anh đã tham gia vào phi vụ này ấy, anh đừng tưởng là rất ra mà dễ nhá. Này, cô nói thế là ý gì đấy? Để cho công bằng ấy, tôi đề xuất là bốc thăm, như vậy cho khỏi cãi nhau. Đúng rồi đấy, không phải bọn giang hồ nào cũng dễ nói chuyện và giải thích đến như bọn tôi đâu, anh hiểu không? Đúng vậy đấy. Bây giờ ấy, nếu như anh muốn tất cả mọi người đều biết cái chuyện anh tham gia bắt cóc cấp trên để đòi tiền chuộc ấy, thì anh cứ việc hợp tác với bọn khác, chúng tôi không tiễn. Ok, đã đến nước này thì bốc thăm thì bốc thăm. Đây, đây là hai phiếu thăm. Một bên là anh được chia 50%, phần còn lại là của hai vợ chồng tôi. Còn một bên ý, thì là vẫn chia như cũ. Anh chọn trước đi. Được rồi. Thôi chết, sao thằng Tuấn với con Lan Anh lại ở kia? Cái gì? Sao bọn nó biết mình ở đây mà đến nhỉ? Đâu, bọn nó đâu. Gian lận không phải là thói quen tốt. Mày làm cái gì đấy? Dám gian lận trước mặt bà hả? Nói mày nghe nhá, từ trước đến giờ ấy, tao ghét nhất cái thể loại chơi cờ bạc mà gian lận nhá. Hôm nay mày tới số rồi. Không, mày làm cái gì đấy? Giải thích với họ là tao không gian lận đi. Mình là anh em họ đấy. Ai lại đi vạch mặt người nhà cho người ngoài xem bao giờ? Cái lúc anh chia tiền ấy, không chia phần cho tôi, thì anh có nghĩ tôi là em họ không? Giờ này ấy, thì anh em gì nữa? Mày có gan gian lận thì có gan chịu đòn nhá. Mày chết với tao rồi. Tôi không biết. Đúng là cái bọn vô nhân tính, xuống tay không tí nhân tình gì cả. Tí đi quay hả bọn này. Cậu Cao. Dạ. Cậu bị làm sao đấy? Em không sao ạ. Trời đất ơi, bị thương thế kia mà bảo là không sao cả. Này, cậu muốn xin nghỉ phép không? Tôi cấp phép cho. Không chị ạ, em không cần nghỉ đâu ạ. Em bị chó cắn. Đúng rồi, em bị chó cắn mấy chỗ chị ạ. Xem ra là cậu yêu động vật nhờ. Vâng, em yêu động vật lắm ạ. Nhưng mà tôi bảo này, dạ, cậu cũng phải cẩn thận đấy nhá. Có vài loại chó ấy, tuy là được chủ nuôi, được chủ chăm sóc rất kỹ càng, nhưng mà lại quay sang cắn chủ đấy. Vâng. Ui, nhưng mà em nghĩ mấy con chó đấy thì đem chấm mắm tôm hết đấy chị ạ. Nuôi làm gì cái loại đấy ạ? Đúng rồi đấy. Nếu mà không muốn xin nghỉ phép ấy thì chuẩn bị xe cho tôi đi. Tôi chuẩn bị đi có việc. Dạ vợ, để em chuẩn bị xe cho chủ tịch ạ. Xe ơi, ta bảo xe này ngày mai ta sẽ trở thành đại gia. Không còn sợ bị xếp la, không còn 8 tiếng đi ra đi vào. Ngày mai ta sẽ sang giàu, sẽ thuê tài xế theo hầu sau ta. Đúng là làm giàu không khó, chỉ cần ấy có một chút máu liều. Sau phi vụ này, mình sẽ không bao giờ phải luồn cúi trước bất kể một ai nữa. Trông cậu có vẻ vui nhở? Chủ tịch, có chuyện gì vui kể cho tôi nghe với. Cái này ấy, nó là bí mật, chưa thể bật mí. Nhưng mà em tin chủ tịch rồi cũng sẽ biết sớm thôi. Mà đặc biệt nha, có khi lúc ấy chủ tịch còn vô cùng bất ngờ đó. Trùng hợp thật đấy. Tôi cũng có một bí mật, nhưng mà phải từ từ tôi mới kể cho cậu nghe được. Mà có khi cái bí mật này của tôi ấy, nó còn thú vị hơn là bí mật của cậu đấy. Thế cơ ạ? Nhưng mà để xem bí mật của ai thú vị hơn nhá. Mà em nói trước, bí mật của em ấy có khi còn to hơn bí mật của chủ tịch đấy. Thế à? Được thôi, bí mật của ai to nhỏ không quan trọng. Quan trọng là khi tôi nói ra bí mật này thì cậu cẩn thận đấy nhá, đừng có bất ngờ quá. Ồ, chủ tịch ấy là hơi khinh thường thằng em này rồi đấy. Bao nhiêu sóng gió cuộc đời này em trải qua hết rồi. Vài ba bất ngờ nho nhỏ em không bỏ vào mắt đâu. Được thôi, mà thôi, chuẩn bị đi thôi cậu nhỉ, tôi sắp đến giờ rồi. Vâng. Ui, này cái chuyện gì quan trọng là mình phải ưu tiên lên trước. Đi thôi chủ tịch. À, để em cầm túi chứ ạ. Không cần đâu, tôi tự cầm được. Vâng, thế cũng được ạ. Để xem. Rồi thì cái túi đấy nó cũng về tay của tôi thôi. Xem giữ khư khư được bao lâu. Cậu đứng ở ngoài này đợi tôi một lát nhá. Tôi vào trong một tí rồi tôi ra ngay. Dạ vâng ạ. Tưởng tôi là con chó của cô chắc. Hôm nay nhá, cô tàn đời. Cô Lan Anh cuối cùng cũng tới rồi. Bọn tôi đợi cô từ sáng tới giờ đấy. Cứ sợ cô đổi ý thôi. Làm sao mà cô ta đổi ý được? Bạn trai của cô ta còn đang nằm trong tay chúng ta cơ mà. Thì biết thế, nhưng mà lòng dạ đàn bà có mới nơi cũ là cái chuyện thường tình như cơm bữa đấy mà. Ai mà biết được cô ta liệu có vì tiếc một chút tiền mà bỏ mặc người yêu mình hay không. Này, anh nói ai thì nói thẳng người đấy nhá, đừng có mở mồm ra mà lòng dạ đàn bà nhá. Thích chửi nhau gì, đây tức hết. Này, cô buồn cười đấy nhỉ. Sao cứ mỗi lần tôi nhắc tới cái chuyện mà có mới nơi cũ đấy là cô lại giật đùng đùng, nhảy chùm chùm lên như đỉa phải vôi đấy à? Hay là cô có tật giật mình đây? Ai có tật giật mình? Có mà anh cố tình gây sự thì có ấy. Đừng ngạc nhiên, chuyện như thế này tôi thấy nhiều rồi. Bọn họ ấy hay lên cơn động kinh bất chợt như thế này lắm. Mày bảo ai động kinh? Có mày mới là thật kinh ấy. Tiền chuộc đâu? Vẫn quy định cũ, tiền trao thì cháo múc, có tiền rồi mới thả người. Tiền đây rồi. Anh Tuấn đâu? Nhanh vậy, chưa uy hiếp xong đã đưa tiền rồi á? Đúng là làm việc rất dứt khoát. Tôi rất thích làm việc với những người như cô đấy. Tôi rất mong là sẽ có thêm cơ hội để tiếp tục hợp tác với cô. Còn tôi hy vọng từ giờ về sau ấy, sẽ không phải làm việc với những người như anh nữa. Làm gì mà căng thẳng thế? Dù sao cô cũng đến đây rồi. Hay là ngồi xuống chúng ta làm chén trà tâm sự một lát nhỉ? Tôi không có nhu cầu uống trà tâm sự với hai người đâu. Đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt đấy. Đại ca, anh rõ ràng mời cô ta uống trà, sao bây giờ đổi sang uống rượu nhanh thế? Mà nhà mình không có rượu, cũng chẳng có bia. Hay là để bây giờ em chạy đi mua cho đại ca nhá. Cái thằng ngu này nữa. Người ta đã bảo rồi, biết thì thưa thớt, mà không biết ý, thì dựa cột mà nghe. Tao nói mua rượu ở đây ấy, là cái nói ví von thôi mày hiểu chưa? Chứ mày lại nghĩ là tao muốn nhậu với nó thật à? Còn nữa này, nếu mà mày đã nghĩ đến cái chuyện mua rượu rồi ấy, sao không nghĩ đến cái chuyện mua mồi đấy đi? Mua đồ về mà nhắm chứ. Chứ bây giờ mua mớ rượu về, tao nhắm đến cái gì? Em xin lỗi đại ca, em xin lỗi đại ca. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Mua rượu nhất định em sẽ mua thêm đồ nhắm. Đại ca còn cần mua thêm gì nữa không? Thôi thì tạm thế đã. Thôi, hai người im miệng lại giúp tôi đi. Bây giờ lúc nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện ăn nhậu? Đúng là rách việc, một lũ bầy heo như nhau. Này, bọn tao có nhà ý mời mày uống trà mà mày lại có thái độ như vậy là khinh thường bọn tao đấy à? Hai người đáng được tôn trọng hay sao mà bán chuyện khinh rẻ ở đây? Ui, can đảm thật đấy. Mày bị điên đấy à? Ở trong địa bàn của tao mà dám nói với tao kiểu đấy à? Mày có tin không? Tao lột da mày ra ngay bây giờ đấy. Này nhá, cái trò tỏ vẻ lạnh lùng hách dịch của mày ấy dùng trong ổ cướp là không hợp thời đâu. Này, mày làm tao cáu rồi đấy nhá. Từ lần trước tao phải đánh mày ở xe ấy, là tao đã biết là tao phải đánh mày thêm lần nữa rồi. Xem ra nhá, lần này là cơ hội của tao rồi đấy. Cô nghĩ là muốn đánh ai thì đánh, muốn làm gì thì làm hay sao? Tôi không có nhiều thời gian đôi co với hai người nữa. Tiền đây rồi, còn anh Tuấn đâu? Không ngờ một đứa ngu như mày lại có thể điều hành cả một công ty lớn như vậy đấy. Mày bị bọn tao lừa mà không biết à? Thằng Tuấn ấy, nó làm gì có ở đây, nó tự mình bỏ trốn rồi. Cô nói cái gì? Mày bất ngờ lắm à? Không ngờ là một đứa ngạo mạn như mày lại bị bọn tao đây là một vố đau như thế. Tưởng thông minh như thế nào chứ, hóa ra là chỉ được cái vẻ ngoài bóng bẩy thôi à? Đúng là đầu to mà óc như trái nho mà. Nho này ấy, là nho khô đấy, chứ không to bằng nho Mỹ đâu. Hai người dám lừa tôi à? Sao lại không dám hả? Mày nghĩ mày là bà nội của bọn tao à? Mà bọn tao không dám lừa mày. Mà nói mày nghe này, là bà nội tao đi chăng nữa ấy, tao vẫn lừa, chỉ cần có tiền thôi nhá. Hai người... Chưa hết đâu. Cái số tiền này đối với bọn tao chưa đủ đâu. Bọn tao còn muốn số tiền lớn hơn nữa cơ. Cô muốn cái gì? Dĩ nhiên là muốn nhờ chủ tịch gọi điện về cho người nhà, xin cho bọn này một ít tiền tiêu xài. Với chủ tịch thì một tí tiền như thế có đáng là bao đâu, đúng không? Ừ? Cậu Cao đã bảo đợi mình theo sau, vào mà không nghe cơ. Phải vào xem thế nào. Cậu Cao. Ừ, sao? Bất ngờ lắm đúng không? Không nghĩ là tôi đúng không? Ừ? Tại sao tôi bảo cậu ngồi dưới xe đợi tôi mà cậu lên đây? Này, tôi là con chó của cô hay sao mà cô bảo tôi phải làm gì là tôi phải làm đấy hả? Cậu đang nói cái gì đấy? Ý tôi rõ thế mà cô vẫn không hiểu à? Cô nghĩ cô cứ nói giọng dạy đời khác mãi được à? À, không nghĩ có một ngày tôi phản lại cô à? Nếu mà cậu không chịu được ý thì cậu có thể xin phép nghỉ cơ mà. Tôi có bắt ép cậu đâu. Tôi trả lương cao cho cậu, là tôi có những yêu cầu cao đối với cậu. Nếu mà cậu không làm được ý thì cậu nói thẳng với tôi, cậu xin nghỉ cơ mà. Tôi có bắt cậu phải làm việc không công cho tôi đâu. Tôi... Còn nữa, ngoài việc trả lương cao cho cậu thì tôi còn trả lương thưởng cho cậu cơ mà. Tiền thưởng quý, thưởng tháng, thưởng năm, thưởng đột xuất, thưởng năng suất. Bao nhiêu tiền thưởng như vậy, bây giờ tôi yêu cầu cao với cậu là quá đáng lắm hay sao? Bây giờ tôi bảo cậu nhá, cậu chỉ cần xin nghỉ việc ở đây thôi, là ở ngoài kia kìa có hàng trăm, hàng nghìn người muốn vào công ty của tôi làm việc đấy. Tôi không thích như vậy. Tôi thích trước khi ra đi tôi phải làm một vố để đời, để sau khi mà tôi không phải làm gì tôi sẽ có thể có đủ tiền để sống trong sung sướng. Anh đúng là quá tham lam, quá nham hiểm đấy. Chủ tịch, chỗ cô đã ngộ cao như vậy cơ, vậy cô cần tuyển thêm người không? Chỉ cần bao ăn bao ở ấy, là tôi làm việc ngay. Cái thằng này, mày làm cái trò gì đấy hả? Tập trung vào chuyên môn đi, mình đang bị bắt cóc tống tiền đấy. Để tôi nói cho cô biết, tôi ấy là chủ mưu của cái vụ bắt cóc này. Hay nói cách khác, tôi chính là người đứng đằng sau tất cả. À, nói nó phải đúng sự thật chứ hả? Tôi mới là chủ mưu đây này. Này, nhưng mà nhá, để mà nói về cái người cầm đầu ấy thì là tôi chứ còn ai vào đây nữa. Này, nhưng tôi mới là người nghĩ ra cái kế hoạch bắt cô ta để đòi người nhà cô ta đưa tiền chuộc nhá. À, thế thằng nào cực khổ nai lưng ra để mà đi bắt thằng Tuấn về đây hả? Thằng nào? Này, nhưng mà tôi mới là người nảy ra kế hoạch bắt cóc này cơ mà. Tôi... Ai tội nặng hơn mà các người cũng phải tránh nhau. Cái thằng này, mày ăn nói kiểu gì đấy? Đang yên đang lành tự dưng lôi tội lỗi cái gì vào đây? Mở mồm câu nào đen đuổi câu đấy. Mày vẫn không khác gì ngày xưa cả, mở câu nào tào lao câu đấy. Tôi có nói gì sai đâu, chẳng phải là mấy người đang cãi nhau ấy, cái vụ xem là ai ngồi tù lâu hơn. Tôi đã từng đi tù ấy, nên những cái chuyện như thế này á, tôi nhiều kinh nghiệm lắm. Mày mà còn mở mồm ra nữa thì đừng có trách tao không thủ hạ lưu tình đấy nhá. Ô hay, thế đang yên đang lành, mày nhớ lại cái chuyện mày ngồi tù làm gì hả? Bọn tao ở đây có ai hỏi mày không? Rồi ôi, còn lạy bố ấy, bố im mồm dùng con cái. Đang làm chuyện xấu bố cứ một câu ở tù, hai câu tội nặng này, bố ai có can đảm làm tiếp. Đúng vậy, anh ấy đang nói đúng đấy. Các người đúng là tranh nhau hưởng tội nặng đấy. Này, mày nói thế là có ý gì? Đừng nghe con này hù dọa. Nó là nó giỏi nhất trò hù dọa người khác đấy. Nó đang chơi chiêu tâm lý với anh em mình thôi. Cậu Cao này, tôi có một chuyện thắc mắc muốn hỏi cậu. Đó là vì sao cậu làm việc với tôi bao nhiêu năm nay, tôi không hề bạc đãi cậu. Tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế? Chẳng lẽ là vì hàng ngày tôi hay trách móc cậu, nên là cậu đối xử với tôi như vậy sao? Tôi thật sự là không tin đây là lý do đấy. Không hù dọa được đối phương, chuyển qua bây giờ chơi trò cảm thông à? Chủ tịch đúng là thức thời đấy. Cậu muốn nghĩ sao cũng được, nhưng mà thật sự là tôi rất thắc mắc đấy. Nếu mà cậu đã tự tin như vậy rồi thì tại sao cậu không giải thích với tôi? Cậu giải thích với tôi ý, thì cậu có mất mát cái gì đâu. Cũng được, bây giờ còn nói cho cô biết ấy, thì cũng chẳng mất mát cái gì. Tôi cờ bạc bên ngoài cũng nhiều, nợ khoản tiền khá lớn, tính nhờ cô ứng lương, nhưng cô không cho. Vì quá làm liều nên mới như vậy. Chắc ấy thì trách cô, nhiều tiền mà keyboard để làm cái gì hả? Cậu vẫn chứng nào tận đấy, không chịu thay đổi gì cả nhỉ? Cậu nợ nần ở bên ngoài, đấy công ty của tôi ứng tiền. Cậu làm việc trễ này không đúng tiến độ. Bây giờ cậu còn không nhận lỗi sai của mình mà quay sang trách tôi à? Đấy, cô nhìn xem, vẫn cái giọng thích lên mặt dạy đời người khác như thế. Này, cô nghĩ cô tài giỏi hơn người ta à? Cô ấy cũng chỉ là một đứa con gái có ông bố giàu có ở quê, chịu rót vốn cho cô làm ăn thôi. Chứ cô nghĩ cô tài giỏi hơn ai? Thì ra là thế à? Tưởng cô ta giỏi giang thế nào, hóa ra cũng là nhờ tiền của bố mẹ thôi. Này, nói cho mọi người biết nhé, nếu bố tôi mà giàu ấy thì bây giờ chưa biết ai hơn ai đâu. Này, bố anh thì trước cũng giàu còn gì, chẳng phải là anh chơi phá của hết rồi còn gì nữa. Thì nhưng mà đấy là ông chưa đủ giàu thôi. Anh mới khởi nghiệp có vài lần mà ông đã hết tiền rồi. Dám mà cứ đầu tư cho anh khởi nghiệp thêm vài lần nữa, biết đâu anh thành công thì sao. Anh nói cũng đúng nhở. Cái lần này này, xem như là bọn mình khởi nghiệp thành công rồi đấy. Kiếm tiền à, còn nhanh gấp mấy lần cái bọn mà nai lưng ra đi làm khởi nghiệp kinh doanh ấy chứ. Thế hai người khởi nghiệp bằng cách bắt cóc tốn tiền? Không, vốn dĩ kế hoạch đầu tiên khởi nghiệp ấy là cho vay nặng lãi. Thế nhưng mà bây giờ là bắt cóc tống tiền, nó nhanh giàu hơn. Làm gì cũng được, miễn có tiền ta làm tất. Tôi nghĩ là ấy, các người phải nghĩ xem là sau khi ra tù khởi nghiệp việc gì đấy. Anh đến đây làm gì? Tôi lo cho cô đấy. Thằng Tuấn sao lại ở đây được? Rõ ràng là tao đã đuổi mày đi rồi cơ mà. Làm sao tôi có thể dễ dàng để mấy người đạt được mục đích? Tôi đã biết hết tất cả âm mưu của mấy người rồi. Cả tôi cũng vậy. Hai người biết hết mọi chuyện rồi á? Tôi đã bảo có gì nó sai sai ở đây rồi, không ai tin. Tao không tin. Làm gì có chuyện biết hết mọi chuyện rồi mà vẫn đến đây được? Đúng rồi, phải đấy. Nếu như biết hết mọi chuyện rồi, tại sao lại còn mang tiền đến đây làm gì nữa? Cái gì đây? Tiền âm phủ á? Chúng mày lừa tao đấy à? Thì khi các người vào tù ấy, có tiêu gì đến tiền đâu. Cầm nhiều tiền như vậy để làm gì? Mày dám đổ rơi với tao thế à? Này, mày ở trong lãnh địa của bọn tao mà dám lên mặt như vậy à? Đúng là chưa thấy quan tài, chưa nhỏ lệ mà. Mày vẫn nghĩ mày là chủ tịch thì muốn nói gì thì nói à? Tôi nói từ vừa nãy đến giờ ấy, cũng không mong muốn mọi người phải nghe gì. Cũng có một chút thức thời đấy. Có thể là bọn tôi nói mấy người không nghe, nhưng mà công an nói thì nhất định mấy người phải nghe đấy. Đại ca ơi, ngoài kia công an đông lắm, đông cứ như phim hành động ấy. Mày ngu đấy à? Công an bắt mày có phải phân khích đấy hả? Từ nhỏ tới lớn ấy, em có được gặp cái cảnh tượng hoành tráng như thế này đâu. Dĩ nhiên là em phải kích động rồi. Tôi không liên quan gì cả. Làm sao vậy hả cậu Cao? Chẳng phải là từ vừa nãy đến giờ ấy, cậu cứ khăng khăng là mình bày ra cái trò này, đứng đằng sau tất cả mọi chuyện hay sao? Còn cả hai người nữa, hai người cũng không trốn khỏi trách nhiệm đâu. Chủ tịch tha cho em lần này đi ạ. Hãy nghĩ đến bao nhiêu năm em cống hiến cho công ty mà bỏ qua cho em lần này đi chủ tịch. Em xin chị đi ạ. Tôi vốn dĩ đã cho cậu rất nhiều cơ hội rồi, nên là tôi mới bảo cậu ở dưới xe đợi tôi. Nhưng mà chính cậu tự vứt bỏ đi cơ hội của mình đấy thôi. Bây giờ còn quay sang trách tôi nữa à? Cô cho cậu ta cơ hội, nhưng mà còn bọn tôi thì chưa. Tôi xin cô đấy, cho bọn tôi một cơ hội nữa thôi. Tôi cam đoan là tôi sẽ rửa tay các kiếm, tôi sẽ không làm giang hồ nữa đâu, tôi xin thề đấy. Bọn tôi đã làm gì gây hại đến cô đâu. cô cho bọn tôi một cơ hội nữa đi. Tôi xin hứa, tôi xin thề là lần này nhá, tôi sẽ trở thành một người công dân có ích cho Tổ quốc, cho đồng bào. Tôi đã cho các người cơ hội rất nhiều lần. Từ vừa nãy đến giờ, các người có thể thay đổi quyết định hàng trăm, hàng nghìn lần. Nhưng mà các người không chịu. Các người vừa muốn lấy tiền, vừa muốn bắt cóc tôi để tống tiền. Các người vứt bỏ lương tri, vứt bỏ cơ hội của mình. Bây giờ còn quay sang trách tôi nữa à? Chính các người ấy là đang tự vứt bỏ đi cơ hội của chính mình đấy. Cho vay nặng lãi, ăn trên xương máu của người khác, bị đi tù là đáng lắm. Anh Tuấn, mình đi về thôi. Chuyện ở đây ấy, để công an họ giải quyết. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Vậy là đi tù thật à? Đúng là giang hồ mạng nó không có sai. Không làm mà muốn có ăn ấy. Mình chỉ có ăn cơm tù là nhanh nhất thôi. Mới mãn hạn tù không bao lâu ấy, bây giờ lại phải trở vào rồi. Lần sau có ra tù ấy, thì nhất quyết không theo cái con đường giang hồ này nữa.